Cái này dừa cắm vỏ là cái gì? Mình lột cái dừa cắm vỏ này trộn cắm dẹp ăn. Mình không biết chặt dừa nên mình chặt đại nha. Cái này chặt không được rồi, chắc mình nhờ sự hỗ trợ thôi. Chặt giùm em ơi. Nhà sư hỗ trợ nha quý vị. Cầm lên. Cầm lên ngay chỗ này nè. Cái này là chặt cái đầu. Dừa khô cũng lột vậy ha anh? Ủa sao phải lấy cái đầu nó ra vậy? Ừ. Giờ mình thử dễ. Nếu mà dao cứng thì mình hỏi người ta ở phòng tách mình đẩy luôn, mà dao này nó cứng không? Các bạn làm gì? Nếu mà cứng hay dao cứng á? Gì là đẩy này? Đẩy luôn. À đây nè. Wow, xong rồi nè quý vị ơi, đã lọt xong được cái dừa rồi nhưng mà chưa hoàn thành. Rồi chặt cái đầu nó ra đi. Ủa không phải? Để thôi, chúng tôi dao bén bén gạo này nè. Rồi trái dừa mình đã gọt xong rồi nè quý vị. Giờ mình đập đi. Ta đập cho nghe. Nè đây là hai mắt nè. Đây là miệng, là để ngón tay cái trong đây nè. Để ngón tay cái ngay cái miệng, đập chừa hai con mắt ra cho nó to to con mắt. Con sống này nè. Cái dao thì không có dày sống nè. Không có dày lắm, vừa phải thôi, dày quá thì nó sẽ bị. Bị. Để nó khỏi. Nè anh nè. Một. Hoặc nếu dao mà lục lục mà này để khỏi bên này cũng được, hay là khỏi bên này đó. Thì cái dừa nó tương đối nó ổn, nó sẽ ít bể bậy, nhưng mà nha, chữa nha, thấy sao tuyệt vời. Nước hơi để đây luôn hả? Lấy cái can nước chứ. Nước nhiều hả? Chặt ra, nó xe ra thế nào? Chặt ra đi. Không có mọng. Vừa gắm vỏ mà. Đó. Vừa về cơm ha, ừ. Ngon. Rồi, xong giờ mình nạo vừa đi quý vị. Nạo vừa đừng có đèn nha quý vị ơi. Để nhẹ nhẹ thôi, cái này không đèn, không đèn nó lâu. Cầm đèn cầm cuốn cái sơ nó dài. Đèn là có cái sơ dài. Tại vì cắm vỏ không đèn, sơ mà nó dài dài hơn cái này nữa. Mình đã nạo xong rồi nè quý vị ơi. Giờ mình chọn cúng dẹp cái gì? Để chọn cúng dẹp thì ở đây là mình có nửa ký cúng dẹp nè ha. Rồi ở đây là trái dừa nạo hồi nãy á, mình được một trái ha. Và ở đây mình cân là 250g đường cát á quý vị. Như một chén nước dừa tươi. Một chén nước dừa tươi là 200g á quý vị ạ. Mình cân được 200g nước á. Trước tiên để chọn cúng dẹp thì ở đây mình sẽ để bằng nước dừa tươi này nè, để vào trong đường cho mình
làm đường, trộn đường cho nó tan đó quý vị. Mình trộn đều lên để cho đường của chúng ta tan ra. Vậy như thế này để đường cho tan ra quý vị. Cái này là mình sử dụng đường cát nha. Nếu quý vị sử dụng đường thốt nốt thì nó ngon hơn, mà làm cho cái trứng vẹt chúng ta nó sẽ lên hào, bắt mắt hơn, đẹp hơn quý vị. Đây mình sẽ quậy như thế này cho nó tan đường ra quý vị. Rồi để cho đường tan ra, mình sẽ trộn cốm đẹp vào trong cái dừa nha quý vị. Mình sử dụng cho cái thau gọng gọng, hồi nãy mình lấy cái thau gọng gọng để mình nạo dừa. Bây giờ mình sẽ lấy cốm dẹt mình để vào trong cái thau dừa đó để mình hòa quyện lại với nhau, trở thành hỗn hợp cốm dẹt nha quý vị. Đó, mọi người, nãy giờ đường nó tan cũng khá là nhiều rồi nè. Rồi mình đẩy phần bên ha. Rồi đây là phần dừa nè quý vị. Rồi mình đẩy cốm dẹt vô. Mình đẩy vô, mình chọn từ từ ha. Mình sẽ đẩy nước đường vô lên. Chọn từ từ. Nếu quý vị ai ăn ngọt á, thì mình sẽ để đường nhiều hơn nữa ha. Còn ai ăn ít thì mình để nhiều đó là được rồi. Rồi mình đẩy cũng dẹp cho hết ha. Một trái dừa là mình sẽ chọn được nửa ký cốm dẹt dừa luôn á quý vị. Rồi mình để đường vào ha. Mình để cái hỗn hợp nước dừa với nước đường này vào. Mình để vào từ từ ha quý vị. Rồi mình trộn đều lên. Lưu ý là cái này mình trộn bằng đũa giá mình sơ gì thôi nha, mình đừng có men bọc vào trong bao tay rồi mình bóp như quý vị thì cốm dẹp của chúng ta nó sẽ dán lại thành cục luôn á, mà nó không được tơi xốp mà khi đó nó dán lại luôn á. Các bạn muốn ăn cốm dẹp mà nó ngon hơn nữa thì mình nên để cái nghe nói thôi là con chảy nước miếng này, cái sầu riêng thôi quý vị. Cái gì để thịt sầu riêng vô cốm dẹp chúng ta cũng rất là ngon, rất là thơm. Nó trộn lên như thế này nó bay mùi lên rất là thơm đó quý vị, tại vì có nước dừa tươi á, nó rất là thơm ha. Mùi đặc trưng lên luôn, thơm lắm. Mình chọn này mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nó đã thấm rồi quý vị. Khi nó thấm lên thì ăn rất là ngon. Thử lại vừa ăn ha.
Vừa ăn rồi đó quý vị. Trống. Còn ngọt vừa đủ luôn á. Rất là ngon nè. Sao mà đối với vị mình để như thế này mình chừng khoảng 1 tiếng hồi sau mình đã ăn ha. Thì nó rất là ngon.